Hôm nay thầy Linh sẽ chia sẻ cho mọi người về cái cách học mạch học cho những người mới bắt đầu. Thì rất nhiều các bạn hỏi là thầy ơi, em chưa có một cái gì, tức là chưa có một cái định hình lý thuyết gì tất cả về mạch thì em học có được không? Thì thầy Linh trả lời là hoàn toàn học được bạn ạ. Thế nhưng mà nếu mà học như thế thì nó hoàn toàn là cái lớp sơ cấp. Nó không có một cái phương hướng để suy luận gì cả. Còn đối với thầy Linh thì thầy Linh vẫn chia sẻ là nếu như mà muốn mạch học tốt ấy, thì chúng ta phải học lý luận. Học lý luận của Đông y. Khi chúng ta đã trải qua được cái lớp lý luận này thì chúng ta sẽ luận luận được cái mạch và chúng ta thông được giữa ngũ hành và ngũ tạng. Lúc đấy chúng ta ứng dụng trong chẩn đoán bệnh rất là nhanh và rất là chính xác. Còn có nhiều bạn hỏi là thầy ơi, học mạch học có khó không? Thì thầy cũng nói rằng là rất là khó. Bởi vì nếu mà các bạn đọc mà các bạn bắt được thì các bạn không phải đi học. Mà trong mạch học như thế này là cần phải có người dẫn cho các bạn đây là mạch gì, sờ vào khi phải cảm nhận được mạch huyền này, mạch hoạt này, thì khi mà thầy bắt thầy bảo à đây là mạch huyền với hình dáng mô tả là nó căng như sợi dây đàn hoặc nó tù như là hình dao cùn ấy, thì khi các bạn sờ vào với bệnh nhân như thế hoặc là mạch của các bạn học viên như vậy, chúng ta sờ vào thì chúng ta biết ngay à đây là mạch huyền, đây là mạch hoạt. Còn nếu như chúng ta đọc sách mà chúng ta tưởng tượng hoặc chúng ta ấy thì hầu như là cái số mà tưởng tượng được ấy, thì ít lắm. Mọi người để ý xem các thánh y hoặc là các thầy thuốc giỏi thời xưa có phải là ai đọc cũng biết đâu, số hiếm lắm, mà hầu như cũng phải là gì, đi bái sư, đi ăn ở nhà thầy ít nhất cũng 5 năm đến 10 năm thì mới trở thành một thầy thuốc giỏi được. Và bây giờ thì với cái lớp mạch học này thì thầy chỉ dẫn cho mọi người, thì nếu như bạn nào quyết tâm thì cái mạch cơ bản nhất thì các bạn học trong vòng khoảng hơn 2 tháng hoặc có những bạn 6 tháng tùy theo mức độ của các bạn, thì các bạn sẽ cảm nhận mạch và bắt cũng tương đối là tốt. Tiếp theo là cái lớp mạch học này ấy, là cái sơ đồ quan trọng nhất, là cái sơ đồ mạch. Khi chúng ta bắt theo đúng sơ đồ mạch thì tỷ lệ đúng là phải 80%. Để các bạn phải lưu ý. Và cái khó nhất các bạn đúng không? Mạch học ở cuối cùng, kho báu nhất thì luôn luôn được cất giữ. Mà đã cất giữ thì không truyền, mà không truyền thì không nói. Nhưng với phương châm là truyền bá cho các bạn thì các bạn đến đây thầy sẽ cho các bạn kiến thức về mạch học tốt nhất. Thầy cảm ơn.